Em An Lạc gửi lời chào đến tất cả các cô chú, anh chị đã đến với An Lạc Radio. Chương trình Vào Bếp Cùng Em hôm nay, An Lạc sẽ chia sẻ cách pha chế cà phê muối. Đây là một thứ nước uống đang rất hot trên thị trường. Nguyên liệu gồm có cà phê, sữa tươi không đường, kem béo thực vật, sữa đặc, muối. Ở đây em sử dụng muối trắng. Nếu như nhà các anh chị có muối hồng thì nên sử dụng muối hồng sẽ tốt hơn. Đầu tiên chúng ta sẽ pha cà phê. Sau khi pha cà phê xong thì chúng ta sẽ cho một chút sữa đặc vào, nhưng cho ít thôi, bởi vì lát nữa mình pha kem sữa, mình cũng có lượng sữa ở trong đó. Sau đó mình sẽ để cà phê sang một bên, mình sẽ pha chế kem sữa. Đầu tiên mình sẽ cho sữa tươi không đường, kem sữa. Sữa đặc. Muối. Nhưng các anh chị nhớ, mình cho ít muối thôi. Nếu như mình cho nhiều muối quá, nó sẽ bị mặn, bởi vì trong kem sữa nó đã có một lượng muối nhất định rồi. Sau đó mình sẽ sử dụng cái máy tạo bọt để đánh cho bông kem sữa lên. Bây giờ thì mình bắt đầu cho đá bào hoặc đá đập nát vào trong một cái ly. Cho kem sữa đã đánh bông rồi cho vô. Và cuối cùng thì mình sẽ cho cà phê lên, đảo đều. Như vậy là em đã hoàn thành xong món cà phê muối. Các anh chị nhớ đăng ký kênh, like để cho kênh của em được lan tỏa trên cộng đồng. Em cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio sức khỏe, bình an, vô lượng phước lành. Chương trình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.